Lời đầu tiên thì cho phép Quang Bảo xin được thay mặt cho những người tổ chức sự kiện ngày hôm nay được gửi lời chúc sức khỏe và lời cảm ơn chân thành nhất vì sự hiện diện của tất cả các anh chị đang có mặt tại buổi họp báo công bố dự án điện ảnh mang tên là Mai với sự hợp tác sản xuất giữa Trấn Thành Town và CJ HK Entertainment. Xin chào tất cả mọi người ạ. With over 20 years of contributing to Korean cinema and 10 years of supporting Vietnamese cinema through many projects, Vietnamese film as co-producer, investor, distributor, CJ would like to continue our mission to bring you even more better quality Vietnamese film and also bring these local stories to international market support. We can make a phenomenon like Bo Jia. Please stay with Trấn Thành and my project. I hope we will not disappoint you. Coi cái gì mà nó na ná, nó chán lắm. Cho nên là tôi sẽ luôn luôn, mỗi một lần mà tôi ra sản phẩm, tôi sẽ luôn luôn mong muốn là quý vị sẽ coi được một cái cảm giác khác, một cái trải nghiệm khác. Cho nên là thành là người luôn luôn thay đổi. Nhưng mà cái thay đổi này nó rất dễ chịu ở một cái chỗ là cái lần thay đổi tiếp theo á, cái lần thay đổi tiếp theo nó luôn luôn hay hơn cái lần trước.